ได้ทริกLàm quả bóng đi, cuộn nó lại, đừng để vỡ ra. Cuộn thêm lần nữa này, để chúng đẹp to. Trong khi chờ đợi, hãy kiếm cành cây. Hãy làm người tuyết đi, chúng ta hãy vui vẻ cùng nhau nhé. Hãy làm người tuyết đi hôm nay. Được thôi. Người tuyết Ai có thể làm nụ cười cho tôi bạn ư? Lấy ít than cho mắt anh, mũi là cà rốt, kích thước hoàn hảo. Giờ miệng của anh là những viên đá này. Với nụ cười anh sẽ không hề cô đơn. Hãy làm người tuyết đi, chúng ta sẽ vui vẻ cùng nhau nhé. Hãy làm người Ai có thể làm nụ cười cho tôi bạn ư? Wow, bạn có thấy không? Người tuyết của chúng ta đang trở nên sống động. Tốt hơn chúng ta nên hoàn thành việc tạo dựng anh chàng này. Hãy cho anh cành cây cho tay. Đây là mũ, nhìn thật quyến rũ. Thêm vài cái nút này làm bằng than. Và chiếc khăn quàng đỏ, anh sẽ chẳng lạnh đâu. Người tuyết Ai có thể làm nụ cười cho tôi bạn